Ngày 9 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hải Châu vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Võ Đình Nha, 28 tuổi và Huỳnh Đức Thành, 21 tuổi cùng trú tỉnh Quảng Ngãi về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên vào khoảng giữa tháng 9, Nha rủ Thành cùng nhau thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tiền của người giao hàng. Cụ thể, Nha và Thành dàn dựng kiếm một ngôi nhà đang cần cho thuê, giả vờ đến xem nhà và đặt hàng giao tại đây. Cả hai chuẩn bị sẵn một hộp quà bên trong chỉ là mì tôm, nhưng nói với người giao hàng là camera. Nhờ người giao hàng đưa trước số tiền hơn 4 triệu đồng và sẽ nhận lại khi giao hàng đến địa chỉ trên đường Nguyễn Chí Thanh. Vì sự tin tưởng của người giao hàng, Nha và Thành đã lấy được tiền chia nhau ăn chơi và tiêu xài cá nhân.